Dạ, kính thưa quý thầy cô, kính thưa các vị đại biểu. Ngày hôm nay bởi vì có việc đột xuất cho nên bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh không thể tới tham dự báo cáo được. Em xin thay mặt bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh và khoa y học hạt nhân của Bệnh viện Chợ Rẫy em xin trình bày ứng dụng của hình ảnh FDG-PET/CT trong chẩn đoán mức phổi đơn độc. Thì như thầy Linh đã trình bày thì chúng ta có thể đánh giá nguy cơ ác tính của một cái mức phổi từ trên một số cái yếu tố nguy cơ. Thì trong đó một số bệnh viện và một số nhà lâm sàng thì có thể dùng một số cái bảng công thức đánh giá như là công thức của Đại học Brock hoặc là công thức của Mayo Clinic. Thì những cái yếu tố chúng ta có thể tự trên ở đây có thể như là tuổi hoặc là bệnh nhân có tiền sử hút thuốc hay không, hoặc là có những cái ung thư gần đây trong 5 năm gần đây, hoặc là trên cái hình ảnh học trên CT X-quang thì về cái đường kính kích thước của nốt phổi hay là đặc điểm hình thái nốt phổi có bờ tua gai hay có ở thùy trên. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập vào một cái bảng, mình sẽ tính ra được xác suất phần trăm nguy cơ ác tính của nốt phổi. Đơn cử như ở trường hợp này thì em đã nhập vô một cái trường hợp một cái bệnh nhân nam 40, một bệnh nhân 45 tuổi là có tiền sử là hút thuốc. Đường kính mà đo được kích thước của nốt phổi trên hình ảnh là 20 mm, có bờ tua gai ở thùy trên, thì sau đó thì sẽ cho chúng ta được là cái nguy cơ ác tính là 52,41%. Thì sau khi đã xác định được là cái nguy cơ ác tính của nốt phổi thì chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo là thử coi cái chiến lược có dùng PET/CT hay không, và nếu dùng thì dùng như thế nào. Thì PET thì nhạy cảm đối với những cái nốt phổi mà có đường kính trên 8 mm. Đối với nốt phổi mà có nguy cơ ác tính rất là thấp dưới 5% thì như thầy Linh trình bày thì chúng ta chỉ có thể cần theo dõi trên CT. Còn những cái nốt phổi mà có nguy cơ ác tính từ thấp đến trung bình, tức là cái mức độ ác tính từ 5 đến 65% thì lúc này PET sẽ được sử dụng để đánh giá nốt phổi. Nếu trường hợp mà PET không có hấp thu, nốt phổi không có hấp thu hoặc là hấp thu mức độ rất là nhẹ thì cân nhắc giữa việc theo dõi bằng CT hoặc là sinh thiết, bởi vì có một số trường hợp những cái nốt phổi ác tính nhưng mà có mức độ chuyển hóa rất là thấp. Còn khi mà PET đánh giá nốt phổi mà có mức độ hấp thu từ trung bình đến cao thì thông thường sẽ sinh thiết. Tuy nhiên một số nhà lâm sàng sẽ lựa chọn phẫu thuật để cắt bỏ u và sau đó tiến hành sinh thiết lại. Nếu mà đây là nốt phổi ác tính thì sẽ cắt nguyên thủy phổi, còn nếu lành tính thì coi như một cái phẫu thuật cắt u. Còn cái trong trường hợp mà nguy cơ ác tính của nốt phổi cao trên 65% thì lúc này PET bên cạnh việc giúp xác định thêm cái nguy cơ ác tính của nốt phổi thì PET còn giúp phân chia giai đoạn. Như vậy PET được sử dụng trong trường hợp là khi nốt phổi lớn hơn 8 mm và có cái mức độ ác tính từ thấp trung bình trở lên. Vậy tiêu chuẩn nào để đánh giá một nốt phổi ác tính trên hình ảnh PET? Thì một nốt phổi được xem là ác tính trên hình ảnh PET khi mà thứ nhất là nếu mà mức độ chuyển hóa của nốt phổi hấp thu SUV lớn hơn 2.5, hoặc là khi ta nhìn trên hình ảnh thì ta thấy là hấp thu của nốt phổi so với lại máu ở trong trung thất cao hơn, hoặc là trong một cái trường hợp đặc biệt khác là khi mà hấp thu SVG của nốt phổi nhỏ hơn 2.5, nhưng sau đó ta cho bệnh nhân nghỉ ngơi và tiến hành chụp lại sau 2 giờ. Nếu mà cái mức độ hấp thu SVG tăng thêm 10% thì khả năng nốt phổi ác tính cao. Vậy thì độ chính xác của PET và PET/CT trong chẩn đoán nốt phổi đơn độc như thế nào, thì là theo một số công trình nghiên cứu thì độ nhạy cảm khi mà dùng PET đơn độc là 97% và cũng tương tự khi dùng với PET/CT. Trong khi đó nếu chỉ dùng PET đơn độc thì độ đặc hiệu sẽ thấp hơn chúng ta chỉ kết hợp với loại PET/CT. Ngoài ra thì ở châu Á do cái tần suất viêm nhiễm nhiều nên cái độ đặc hiệu cũng giảm. Đây là một trường hợp trên hình ảnh CT có thấy một cái nốt phổi ở thùy trên bên trái, trên hình ảnh PET thì không thấy tăng hấp thu SVG. Đây là một cái trường hợp nốt phổi lành tính. Hoặc một cái trường hợp khác thấy một nốt đơn độc ở thùy dưới phổi phải trên hình ảnh CT, trên hình ảnh PET thì nốt phổi này đang hoạt động chuyển hóa rất là nhiều, mức độ hấp thu mắc SUV là 9.7, thì trên hình ảnh PET thì khả năng nốt phổi với mức độ hấp thu này thì khả năng ác tính của nốt phổi rất là cao. Thì sau khi tiến hành phẫu thuật thì kết quả của giải phẫu bệnh là carcinoma tế bào gai. Trong một cái số trường hợp thì một số nốt phổi có mức độ chuyển hóa thấp dưới 2.5
thì nhưng mà sau khi kết quả giải phẫu bệnh thì ra là ác tính, thì ra là những cái trường hợp âm tính giả thường gặp trong những cái ung thư carcinoma phế quản phế nang. Nhưng mà tuy nhiên cái trường hợp này nếu nốt phổi mà hấp thu FGG thấp mà nếu chúng ta chẩn đoán được thì tiên lượng sẽ tốt, bởi vì những cái nốt phổi mà hấp thu FGG thấp thì có khả năng di căn, khả năng xâm lấn, khả năng ác tính sẽ tốt hơn so với những cái nốt phổi mà tăng hoạt động chuyển hóa nhiều thì khả năng di căn với xâm lấn sẽ cao hơn. Đây là một trường hợp trên hình ảnh CT có một cái nốt phổi ở phía trên bên phải. Trên hình ảnh PET thì nốt phổi này tăng hấp thu rất là nhẹ, mức tăng hấp thu FGV là khoảng 2.0. Tuy nhiên sau khi kết quả giải phẫu bệnh ra thì là nốt phổi này là ác tính, là adenocarcinoma ở phổi. Ngược lại thì có những cái trường hợp nốt phổi tăng hoạt động chuyển hóa rất là nhiều nhưng mà nốt phổi này không phải là nốt phổi ác tính, thì gặp trong khoảng 20% trường hợp. Đây là những cái trường hợp dương tính giả, gặp trong những trường hợp như là lao hoặc là u hạt granuloma hoặc là da nấm. Trên hình ảnh là một cái tổn thương lao ở bên phổi bên trái tăng hoạt động chuyển hóa rất là nhiều, hoặc là một cái tổn thương rất là nhiều vài nốt tổn thương phổi tăng hoạt động chuyển hóa và sau các hướng tới là nấm, và sau khi điều trị thành công thì ta vẫn còn thấy nốt phổi nữa. Như vậy PET thì có một cái tỷ lệ dương tính giả và âm tính giả. Nếu mà chúng ta chỉ có sử dụng mỗi PET đơn độc hay không thôi á, thì cái tỷ lệ cái sai sót mà chúng ta gặp khoảng là 20%. Do đó nếu mà muốn tăng cái độ chính xác cao hơn thì chúng ta cần phải kết hợp với hình ảnh PET-CT thì sẽ chói cả cao hơn. Ngoài ra thì PET thì ghi hình toàn thân, do đó ngoài cái đánh giá tổn thương ở phổi, chúng ta còn đánh giá được những cái tổn thương ở những vị trí khác. Nên nếu chúng ta thấy những vị trí khác mà nghi ngờ là những cái tổn thương ác tính di căn thì suy luận một cách như là những cái tổn thương ở hạch, ở tuyến thượng thận hoặc ở xương, thì suy luận ROVID ngược lại thì ta sẽ hướng tới cái nốt phổi ác tính nhiều hơn. Dạ, bài trình bày của anh Minh là